Ý nghĩa cuộc sống là gì? Mục đích cuộc sống là gì? Tại sao bạn lại hỏi những câu hỏi như vậy? Phải chăng là vì bạn vẫn cảm thấy rối loạn và đầy phân vân, do không chắc chắn lắm về bản thân mình, mà bạn cần tìm đến một điều gì khác thật chắc chắn để dựa dẫm vào? Chẳng hạn như một mục đích sống nhất định, hay một mục tiêu cuộc đời thật rõ ràng. Điều quan trọng không phải là đi tìm mục tiêu cuộc sống, mà là hiểu được sự rối loạn mà bạn bị vướng kẹt vào, những nỗi khổ sở, sợ hãi và tất cả những cảm xúc khác. Chúng ta không hề tìm hiểu về sự rối loạn, nhưng lại cứ nỗ lực để thoát khỏi nó. Thực tế mà nói, thì chuyện con người cần quan tâm đến nhiều nhất không phải là việc tìm cho ra mục đích sống, mà chúng ta cần chú tâm nhiều hơn vào việc thấu hiểu về tình trạng rối loạn và phiền muộn của mình mới phải. Để cảm nhận trọn vẹn ý nghĩa cuộc sống, chúng ta phải hiểu về những khoảnh khắc mà mình bị dày vò bởi sự phức tạp của đời sống thường nhật. Chúng ta đâu thể trốn chạy khỏi chúng mãi. Xã hội mà ta thuộc về phải được hiểu thấu đáo bởi từng cá nhân sinh sống trong đó, chứ không phải chỉ bởi một số triết gia, nhà giáo hay bậc tôn sư nào đấy. Lối sống của chúng ta cần được chuyển hóa và thay đổi toàn diện. Đó là điều cần phải làm. Ngoài việc đó ra, không còn gì khác quan trọng hơn. Sự sống là ý nghĩa cuộc đời. Nhưng chúng ta có thực sự sống không? Và cuộc sống có thật sự đáng sống khi vẫn còn đó nỗi sợ hãi? Và trong toàn bộ đời sống, chúng ta được đào luyện với khả năng bắt chước và sao chép. Liệu đời sống có hiện hữu trong việc theo gót uy quyền? Liệu bạn có đang sống thật không khi chỉ theo đuôi ai đó, ngay cả khi người đó là bậc thánh nhân vĩ đại, là một chính khách xuất chúng, hay là một vị học giả lỗi lạc? Nếu quan sát bản thân mình một cách kỹ càng, bạn sẽ thấy rằng thực ra chúng ta chẳng làm gì ngoài việc theo sau người khác. Và cái quá trình theo gót này được ta gọi là sống. Sau tất cả, vào thời điểm sự sống kết thúc, bạn sẽ tự hỏi ý nghĩa của cuộc sống là gì. Với bạn, cuộc sống hiện giờ chẳng có chút ý nghĩa gì. Ý nghĩa cuộc đời chỉ có thể trở nên rõ ràng khi bạn có thể tự giải thoát khỏi uy quyền. Và điều ấy là hết sức khó khăn. Vậy thì thế nào là tự do khỏi uy quyền? Bạn có thể phá vỡ một luật lệ, và đó chưa phải là tự do khỏi uy quyền. Chỉ khi bạn thấu hiểu toàn bộ diễn trình mà trong đó tâm trí tạo dựng uy quyền, không khác gì cách mỗi người trong chúng ta luôn phân vân nên muốn được đảm bảo rằng mình đang sống một đời đúng đắn, thì trong sự thông hiểu đó, chúng ta tìm được tự do. Vì muốn được dạy cái nên làm mà chúng ta bị lợi dụng bởi những bậc thầy về tinh thần cũng như khoa học, chúng ta không tài nào biết được ý nghĩa cuộc sống chừng nào chúng ta còn sao chép, bắt chước và hùa theo kẻ khác. Làm thế nào một người có thể hiểu ý nghĩa cuộc sống trong khi tất cả những gì họ tìm kiếm là thành công? Đó là cuộc sống của chúng ta đấy. Chúng ta muốn thành công, muốn được an toàn, tuyệt đối ở bên trong lẫn bên ngoài. Muốn nghe ai đó nói rằng ta đang làm điều đúng đắn, rằng ta đang đi trên lộ trình dẫn đến sự cứu rỗi linh hồn. Toàn bộ cuộc sống của chúng ta được dẫn dắt bởi truyền thống. Từ ngày hôm qua hay từ hàng ngàn năm trước, chúng ta quen với chuyện biến mỗi kinh nghiệm tích lũy được thành uy lực nhằm đạt được thành quả. Vì vậy, chúng ta không biết ý nghĩa thật sự của cuộc sống. Chúng ta chỉ biết nỗi sợ hãi, sợ người ta bàn tán, sợ cái chết, sợ thất bại, sợ đặt lòng tin nhầm chỗ, sợ cả chuyện làm việc tốt. Tâm trí chúng ta bối rối vì vướng kẹt trong lý thuyết, đến nỗi ta không diễn tả được ý nghĩa cuộc sống đối với chính mình. Cuộc sống là một điều gì đó rất phi thường. Khi một người hỏi rằng ý nghĩa cuộc sống là gì,
anh ta chỉ tìm kiếm một định nghĩa, và tất cả những gì anh ta biết được là định nghĩa, là những từ ngữ đơn thuần. Anh ta không thấm nhuần được ý nghĩa sâu sắc, cũng như sự phong phú không tưởng và sự nhạy cảm cho cái đẹp cùng tính chất bao la của đời sống.